Em Lợi xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đang quan tâm kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và hôm nay em Lợi xin kính chúc toàn thể quý anh chị và các bạn đang xem video một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và kính chúc toàn thể quý anh chị sớm tìm được cho mình những chiếc xe ưng ý và hài lòng nhất. Hôm nay em Lợi xin giới thiệu review chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Mitsubishi Triton sản xuất năm 2017, số tự động một cầu máy dầu. Chiếc xe màu xám lông chuột, nhập nguyên chiếc Thái Lan. Toàn bộ về chiếc xe thì đăng ký tên cá nhân, biển tính và xe thì khá là đẹp. Toàn bộ xe đang còn nguyên một dàn lốp theo xe, sơn zin còn đến 99% và không có đâm xô biến dạng ô tô vỏ kính và đèn. Máy số là nguyên zin. Toàn bộ đèn pha, kính đèn đều có năm sản xuất theo xe hết và lốp niên hạn theo xe còn nguyên. Xe chạy chưa hết một dàn lốp. Quý anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Các bác ấn chuông màu đỏ theo dõi thì sẽ xem được rất nhiều xe bên em về theo năm tháng. Và toàn bộ quý anh chị xem xe nhớ ấn like, chia sẻ giúp em, ủng hộ kênh em Lợi để em có lợi có động lực review nhiều xe đẹp đến cho quý anh chị. Về chiếc xe Mitsubishi Triton 2017 số tự động này thì bên em có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý vị các bạn lên đến 6-70% trên toàn quốc. Và anh chị cũng đừng quên em Lợi cũng chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên là các dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Quý anh chị nào mà có nhu cầu bán xe lên đời, ủng hộ em Lợi qua số điện thoại 0986265090. Địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, ngay cạnh bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Về phần ngoài của chiếc xe thì toàn bộ cánh cửa cốp trước cốp sau thì chỉ nguyên zin theo xe, không có dấu hiệu bị thay thế, và phần vỏ đồng rất là căng, không có bả tít, toàn bộ là sơn và tôn rất là móng và đẹp. Phần đầu của chiếc xe đây, hai bên đèn này khá là đẹp và cabo thì cực kỳ bóng. Toàn bộ khe hở cabo hai bên này khá bị đều nhau, không bị lệch hoặc là bị cong vênh. Mặt ca lăng, đèn bi, xi lông, đèn gầm rất chi là đều nhau. Toàn bộ đèn zin theo xe hết từ đầu. Và các cái khe hở của cái ba đời sốc trước đây rất chi là đều. Và đặc biệt là sơn zin, không có dấu hiệu bị sơn lại. Chiếc xe Triton 2017 này thì về phần gầm thì khá là ok, tại vì xe này thì chỉ đi gia đình, phố phường nên là nó rất chi là đẹp. Máy gầm rất chi là khô ráo. Đây là toàn bộ cái lốp theo xe của chiếc xe. Lốp của hãng là Bestone. Lốp theo xe và la răng đúc R16. Và toàn bộ lốp của chiếc xe đây, đát của chiếc xe lốp đây là năm 2017, trung tuần thứ 6 năm 2017. Lốp sử dụng R16, la răng 16. Toàn bộ hai bên lưng sườn của chiếc xe rất chi là đẹp. Và đường gân của chiếc xe đây, tôn vỏ này, đường gân này rất chi là căng. Và xin nhân cái gương không bị móp méo và trời xước. Tất cả các kính thì đều là kính theo năm sản xuất và không bị rạn nứt. Đây là cái phần sassi, phần gầm của chiếc xe. Toàn bộ sassi này khá là đẹp và sassi không bị mục mọt hoặc là bị han rỉ do muối mặn xâm nhập. Toàn bộ số khung, số máy đều hiện rõ và sassi không cắt. Đèn hậu của chiếc xe thì khá là đẹp và zin đây. Toàn bộ đèn hậu, cảm biến phía sau và cái bướng của cái cảm biến này không bị móp méo. Khe hở giữa cái cốp sau thì khá là đẹp. Phần gầm thì sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Và toàn bộ phần gầm không bị mục mọt, hoen gì. Gầm không chảy dầu đâu quý anh chị ạ, khá là đẹp. Cái phần lót thùng của chiếc xe thì cơ bản không chở hàng nặng nên là phần lót thùng khá là đẹp. Tất cả các ốc ở như đèn và ốc bướng sau đều nguyên zin, chỉ nguyên bản hết từ đầu.
Đấy, toàn bộ ốc đèn này và đèn pha là nguyên zin, và các cái phần ốc ứng của chiếc xe này, đấy, ốc cốp sau này chưa tháo lắp, chỉ cốp sau là nguyên zin nên là chiếc xe không có dấu hiệu bị đâm xô từ phía sau. Vâng, về phần nội thất bên trong của chiếc xe thì nội thất khá là đẹp, được trang bị ghế da hai màu và vô lăng nguyên bản của chiếc xe. Xe thì có bảo dưỡng định kỳ trên hãng Mitsu đây, tất cả bảo dưỡng định kỳ trên hãng Mitsu. Đấy, đây là phiếu nhắc nhở cây số tại 60.000 cây. Toàn bộ chiếc xe thì khá là đẹp, chạy 60.000 cây, bảo dưỡng trên hãng Mitsubishi. Đấy, đây toàn bộ là của hãng Mitsubishi. Này là Việt Hùng. Đấy, Việt Hùng Mitsu Hà Nội. Toàn bộ về nội thất thì khá là đẹp, ghế thì không bị chảy rách, và toàn bộ vô lăng của chiếc xe thì nguyên bản từ đầu. Xe được trang bị thêm màn hình DVD. Bàn thờ thì được bác chủ mua lớp da. Ui, bên trong nó khá là mới đấy ạ. Toàn bộ xe thế này che nắng, bác chủ rất cẩn thận. Và thêm cam hành trình này, camera hành trình, màn hình camera lùi, đã full đồ chơi rồi quý anh chị ạ. Bác chủ thì cơ bản cũng chịu khó đầu tư. Hộp số tự động, hộp số tự động phanh tay và hộp số không bị mòn, tất cả tì tay. Hàng ghế thì rất chi là căng và đẹp. Bậc lên xuống của chiếc xe đây, toàn bộ bậc lên xuống này không bị móp méo và toàn bộ sơn zin hết từ đầu. Các cái phần ốc tai, ốc cánh cửa thì bên em đã kiểm tra khẳng định với quý anh chị, đây toàn bộ ốc chưa tháo lắp và tay nắm mở cửa của chiếc xe, táp ly chưa bị sơn lại. Tất cả các cái phần chỉ của cánh cửa là toàn bộ là chỉ zin của nhà máy và đinh bấm đinh dập là nguyên bản từ đầu. Và đặc biệt là tất cả các cái thông số kính này đều có số 7 là năm sản xuất 2017 của chiếc xe. Và các cái phần ốc cột sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Tem mác của phần cột này. Đấy, ốc như thế này này, chưa tháo lắp này, toàn bộ đường gân và sơn zin hết toàn bộ. Nên là tuyệt nhiên không có dấu hiệu đâm xô. Bên em bán xe cam kết mang đến cho quý anh chị những chiếc xe đẹp, không đâm xô, tai nạn, ngập nước. Nếu quý anh chị đến phát hiện, bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý anh chị. Toàn bộ táp ly cánh cửa đây. Đấy, chưa có dấu hiệu bị sơn lại và các cái bậc lên xuống cột này khá là đẹp. Trần thì nguyên bản từ đầu. Xe trần thì nguyên bản từ đầu. Với góc quay này thì quý anh chị nhìn thấy cái vô lăng nguyên bản này, khá là mới, hai bên núm gãy số và núm quay chưa bị mòn, tất cả là đều nhau. Và màn hình âm thanh điều hòa thì khá là mát. Táp ly cánh cửa nguyên zin. Bàn đạp phanh ga không dấu hiệu bị mòn. Và đây là hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe. Hai táp ly cánh cửa bên phụ là khá là đều màu nhau theo thời gian. Và toàn bộ các cái ốc chỉ là nguyên bản và tay nắm mở cửa là nguyên zin. Thông số kính thì đều là năm sản xuất có 2017 hết. Và bên em lại khẳng định cam kết với quý anh chị làm xe đẹp theo uy tín chất lượng. Xe nhập thì độ cách âm khá là tốt và thân vỏ cực kỳ dày. Đấy, toàn bộ chiếc xe này thì sử dụng động cơ máy dầu 2.5 thì đi khá là tiết kiệm, và máy 2.5 đi cực kỳ khỏe và bốc. Đây là táp ly cánh cửa bên phụ phía trước, toàn bộ chỉ của nhà máy Mitsu hết và tay nắm mở cửa không có dấu hiệu bị mòn. Về phần động cơ của chiếc xe thì cam kết với quý anh chị là nguyên zin, chưa làm lại hơi, và toàn bộ máy số là nguyên bản từ đầu. Máy thì khá là đẹp, với chất máy 8 vạn thì chạy chưa hết dàn lốp, máy thì khá là đẹp và còn bảo hành trên hãng Mitsu Phạm Hùng. Toàn bộ về các phần ốc tai, ốc đèn chưa tháo lắp. Đấy. Và ốc cabo là nguyên zin, chỉ cabo chưa có hữu hiệu bị tháo lắp. Tôn vỏ của cái carbon khá là mỏng. Đấy. Toàn bộ két nước, ốc két nước và két nước là chưa tháo lắp đây.
Về phần máy thì sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên đây. Đấy. Máy rất chi là khô ráo và sạch sẽ. Toàn bộ bán cho quý anh chị chiếc xe cam kết là mang đến sự hài lòng cao nhất cho quý anh chị và khách hàng. Toàn bộ máy cổ xạ cổ bô rất chi là sáng và đẹp. Và đây là tiếng động cơ đang hoạt động đây. Máy nổ rất chi là đứng và êm. Toàn bộ động cơ máy dầu 2.5 DID chạy khá là êm và máy không có tiếng cỏ, không có tiếng kêu. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Mitsubishi Triton sản xuất năm 2017, khá là đẹp và khá là xuất sắc. Xe sau 4 năm sử dụng chạy chưa hết một dàn lốp. Odeo là 8 vạn và toàn bộ chiếc xe đăng ký tên cá nhân một chủ sử dụng từ đầu. Quý anh chị nào mà thích cái xe đẹp này thì alo em Lợi qua số điện thoại 0986265090. Hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng bên em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Quý anh chị xem xe nhớ ủng hộ em Lợi, chia sẻ kênh em Lợi và ấn chuông theo dõi nút màu đỏ để cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo năm tháng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một video gần nhất.